Hello everyone, today we will learn English 5. Hôm nay chúng ta giải đề ôn tập cuối học kỳ 2 của chương trình tiếng Anh lớp 5 và thi vào lớp 6. Rồi câu 1 này, tìm được các loại zoo, park, go và museum. Zoo, park và museum là nơi chốn địa điểm, trong khi go là đi là động từ. Câu 2, nice là đẹp, tired là mệt mỏi, boring nhàm chán, stem là con tem. Chúng ta phải chọn stem. Câu số 3, cold là lạnh, winter mùa đông, summer mùa hè, spring là mùa xuân, chúng ta chọn lạnh. Câu số 4, often là thường, autumn là mùa thu, usually là luôn luôn, rarely là hiếm khi. Câu A, C, D là trạng từ chỉ tần suất, trong khi đây là mùa thu. Câu 5, leave là lá, rời đi nè, drive là lái xe nè, hot là nóng nè, listen là nghe. Câu A, câu B, câu D là động từ, trong khi câu C là tính từ nóng. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo. Rồi nối này, what the weather like in winter in England? Tức là thời tiết như thế nào vào mùa đông ở nước Anh? Mùa đông ở nước A, mùa đông này thì chúng ta nhớ lạnh. Câu E, it's cold in winter. Câu 2, what season do you like best? What season do you like best? Tức là bạn thích mùa nào nhất? Nhá, bạn thích mùa nào nhất thì ở đây phải chọn một cái mùa là câu D, spring. Is there snow in Vietnam? Có tuyết ở Việt Nam không? Câu này là câu hỏi yes, no. Nhớ, yes, no phải có D, có Y trong câu. Đó là câu no, there isn't, câu C. Rồi, câu này là câu hỏi yes, no này. Trời có thỉnh thoảng mưa vào mùa hè không? Ở trong đất nước bạn không? Có mưa không? Yes, it does nha. Bởi vì ở đây có does, có it. Câu trả lời phải có it, có does. Tại sao bạn thích mùa thu? Gọi bao giờ hỏi why, các bạn nhớ trả lời là because. Tại sao? Bởi vì đó. Bởi vì thời tiết rất là mát. Chúng ta xuống câu dưới, điền vô. Tôi sẽ đi du lịch bằng xe lửa. Bằng xe gì đó, các bạn nhớ là chọn by nha. By, đi bằng phương tiện gì đó. Chỉ có đi bộ là phải on foot thôi, còn tất cả là by hết. Câu số 2, what is he going to do? Bạn sẽ làm gì vào tháng tiếp theo? He going to, đây là tương lai gần. Tương lai gần chúng ta sẽ chọn next, chứ không chọn last. Rồi, câu số 3, rẽ trái ở đường này. Rẽ trái tại con đường High Street. Câu số 4, how can I get there? Tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? How can I get there? Câu số 5, có bao nhiêu cây bút chì trong cái book sale này? Pen này, pen đọc số nhiều, chúng ta phải xài xăm, không xài ở ẩn được. Rồi sang bài số 3, hoàn thành bài hội thoại sử dụng các từ trong hộp. Rồi cái gì đây, bạn sẽ đi đâu vào mùa hè tới? Đi tới Rome, ở đây hỏi đi đâu này, nó bảo đi tới Rome thì chúng ta phải hỏi đi đâu. Where are you going to fly there? Bạn định bay tới đó hả? Không, mình sẽ đi bằng thuyền và xe lửa. Ở đây nhớ chọn bay nha, bằng phương tiện là chọn bay. Where are you going to stay? Bạn sẽ ở đâu? Trong một cái khách sạn. Xong bạn này hỏi bao lâu, ở bao lâu này, trong 6 ngày. Bao lâu sẽ là how long. How long là bao lâu, bạn sẽ ở lại bao lâu. How long are you going to stay? For 6 days, from Friday to Wednesday. And what are you going to do? Bạn sẽ làm gì? What are you going to do? I'm going to see the Learning Tower, Pisa, and và chụp hình là cụm từ. Take là chụp hình, take photo, chụp hình. Rồi, chúng ta qua đoạn văn này. Peter is from Australia. Peter đến từ nước Úc. He is an engineer. Anh ấy là một kỹ sư. He works for Canon camera. Anh ấy làm việc cho tiệm trong máy ảnh Canon đó. He doesn't have a lot of free time. Anh ta không có nhiều thời gian rảnh. But he has a special hobby. Nhưng mà anh ta có một cái sở thích rất đặc biệt. Taking photograph, chụp hình. He likes taking photograph of flower. Anh ta thích chụp hình hoa. Especially in spring, đặc biệt là vào mùa xuân. Sometimes, thỉnh thoảng, after work, sau giờ làm, he relax in a bar. Anh ta thư giãn với bạn anh ta ở quán con bar đó. His friends, nodder, giống như một thích những bài hát nhạc pop. Thích hát những bài hát nhạc pop ở quán bar. This has a special name, karaoke. Cái này có tên đặc biệt là karaoke này. Peter doesn't sing. Peter thì không có hát. He is too shy. Anh ấy quá nhút nhát. Rồi, where is Peter come from? Peter đến từ đâu? Đến từ Úc nè. He
come from? He come from Australia. Các bạn trả lời là he is from Australia cũng được. Anh ta làm nghề gì? He is an engineer ở hàng đầu luôn. Câu số 3, what is his special hobby? Is he taking photo? Is he taking photograph nè. Biết giống bên trên. What does he often do after work? Anh ta thường làm gì sau giờ làm? Anh relax ở quán bar với bạn này. After work. After work, he relax. Sits in a bar with his friends. Anh ta, tại sao anh ta không hát? Bởi vì anh ta nhút nhát. Because, đoạn cuối. He is too shy. Rồi, hết rồi.